Nửa ngày nghỉ ngơi sau khi hoàn thành chuyến đi dài đã giúp các cầu thủ nữ Việt Nam tỉnh táo, hồi phục sức khỏe với tinh thần phấn chấn để xỏ giày ra sân. Tập buổi đầu tiên làm quen với điều kiện thời tiết tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan vào chiều ngày 18 tháng 9. Địa điểm tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là sân nhân tạo nằm cách khách sạn Thai Palace hơn 30 phút di chuyển bằng xe buýt. Trước buổi tập, thay mặt ban huấn luyện, lãnh đội Trương Hải Tùng và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có buổi họp ngắn với các cầu thủ trên sân. Lãnh đội Trương Hải Tùng nhắc nhở các cầu thủ không được chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ bong bóng, hạn chế tiếp xúc và nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu mở màn sắp tới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng mong muốn các cầu thủ có tinh thần thoải mái nhất với chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ khoa học để tập trung tối đa cho trận đấu. Thời tiết ở thành phố Dushanbe khá đối lập, với ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 20 độ C. Buổi tập chiều tối của đội tuyển nữ Việt Nam vì vậy diễn ra khá thuận lợi. Sau 20 phút đầu tiên tập luyện cùng huấn luyện viên thể lực Cedric với các bài tập thể lực, xoay sở, phản xạ với bóng, các cầu thủ tiếp tục dành phần lớn thời gian thực hiện các bài tập chuyên môn cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trợ lý. Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên tại Tajikistan bằng việc chúc mừng sinh nhật thủ môn Kim Thành trong bữa tối muộn tại khách sạn. Toàn đội sau đó ăn tối cùng nhau và nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.